Phẩm 24, ba bậc vãng sanh. Này A Nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng. Bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tham dục làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báo, trí huệ rộng mạnh, thần thông tự tại. Này A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước Cực Lạc. Nhóm chứa được căn lành nào nên đem hồi hướng, do thấy được Phật nên khi sanh về nước đó được bậc bất thối chuyển cho đến quả vô thượng bồ đề. Hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan, đốt đèn, dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về Cực Lạc, khi mạng chung hóa thân Đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính Đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó. Nhiếp thọ tiếp nhận liền theo hóa Phật sanh về cõi Cực Lạc. Ở bậc bất thối chuyển, vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hạng hạ phẩm là những người gia sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Người này mạng chung mộng thấy Đức Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ kế bậc trung. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa, đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ, niệm đến 10 niệm nguyện sanh về Cực Lạc, nghe pháp rộng sâu, hiểu rốt ráo, cho đến được một niệm thanh tịnh, phát một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A Di Đà như trong chiêm bao, nhất định sanh về nước Cực Lạc, được bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Lại này A Nan, nếu có trai lành gái tính nào nghe kinh này, thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi Cực Lạc, phát tâm bồ đề, giữ các giới cấm bền vững không phạm, lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ, khiến được an vui, hằng nhớ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, người ấy khi mạng chung có sắc tướng trang nghiêm như Phật, sanh về cõi báo, mau được nghe pháp vĩnh viễn không thối chuyển. Hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.